giữ Tâm Anh hả? Nhưng mà sao chú giữ em con? Chị ơi, chú này bắt em đó, cứu em đây. Tâm Anh, Tâm Anh, ông là ai? Sao ông bắt cóc em tôi? Ông mau thả nó ra đi. Thứ bảy ở trường không có ăn trưa hả em? Dạ đúng rồi. À, chị ơi, cho em ít tiền tiêu vặt nha. Tiền tiêu vặt hả? Ừ. Mà em cần để làm gì? Thì tại ở trường á, mấy bạn hay có tiền để mua bánh hay kẹo hay kem ăn á. Ừ, nhưng mà tiền lương của chị gửi hết vô sổ tiết kiệm rồi. Với lại bữa nay thứ bảy, ngân hàng đâu có làm việc đâu. À ha. Tại vì á, chị em mình sống ở đây, cho nên là chị em mình phải tiết kiệm. Nhưng mà chị hứa với Tâm Anh á, là tháng sau chị có lương, chị sẽ mua thiệt là nhiều bánh kẹo cho Tâm Anh nha. Thiệt hả chị? Đã quá. Thôi, em nhanh đi học đi. Dạ, em chào chị em đi. Ê, đó kìa, đó kìa. Rồi Tâm Anh. Mày gọi mình cái gì vậy? Hôm nay làm bài kiểm tra được không? À, cảm ơn bạn nha. Mình làm cũng tốt thôi, mình về nha. Ê khoan, đói bụng lắm đúng không? Nè, qua đây ngồi ăn đi. Ngồi xuống. Trời thương quá à. Xích qua bên kia coi mày. Nè, ăn đi. Hả? Bạn nói thiệt đó hả? Hỏi hoài, người ta thương người ta mới cho ăn hay là muốn người ta ghét? Vậy cảm ơn bạn nhé. Nãy giờ tụi mình cũng ăn nhiều rồi. Thôi, ngồi đây ăn hết cái dĩa này. Tụi mình tính tiền rồi á. Thôi mình đi. À mà quên, ăn không hết á, nhớ gói đem về nha. Rồi chuông 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 á, ướp gì nó là em gái ruột tôi luôn. Thôi tụi mình đi. Ừ. Cảm ơn anh Chi nhiều nha. Chà, coi bộ ăn cũng được quá ha. Đồ ăn ngon lắm hả con? Ngon lắm chú. Ờ. Hả? Dạ thôi, con nhà chú ăn về nha. Ờ, khoan 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 con, khoan khoan khoan. Chưa tính tiền cho chú mà sao về được con? Dạ, Lâm Chi tính rồi mà chú. Lâm Chi là ai mà dám lạm quyền quá vậy? Lâm Chi á, là con của ông chủ với bà chủ ở nhà con. Ờ. Lâm Chi nói là con cứ ngồi đây ăn thoải mái. Xong rồi Lâm Chi còn nói là Lâm Chi trả tiền rồi. Còn nói là nếu dư thì cứ mang về nhà ăn, mà con ăn hết luôn mà không dư miếng nào hết trơn. Vậy thôi, con về nha chú. Ê khoan 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 con. Trời đất ơi sao con giỡn hoài vậy con? Con giỡn ngay à. Con chưa có trả tiền cho chú là con không có được về đâu nha. Ủa Lâm Chi trả rồi mà sao chú cứ đòi hoài vậy? Chú kỳ quá. Thôi con về nha. Ờ khoan 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 khoan. Con là con mới kỳ đó. Chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu hả? Bây giờ con trả cho chú 150 ngàn đi hả? Chú không có biết Lam Chi là ai, con bị Lam Chi lừa rồi. Một trăm năm mươi ngàn hả chú? Ờ. Thì hả chú? Ừ. Ờ vậy để con kêu Lam Chi quay lại trả cho chú nha. Khoan 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 khoan, trời ơi sao con giỡn ngay vậy con hả? Chú đã nói rồi, chú đâu có biết Lam Chi là ai đâu. Bây giờ không có tiền là không có được đi về. Trả 150 ngàn cho chú. Dạ. Dạ, cho hỏi chú cần gặp ai vậy ạ? Dạ đúng rồi, Tâm Anh là em của con. Dạ. Chú đang giữ Tâm Anh hả? Nhưng mà sao chú giữ em con? Chị ơi, chú này bắt em đó, cứu em đây. Tâm Anh, Tâm Anh. Ông là ai? Sao ông bắt cóc em tôi? Ông mau thả nó ra đi. Tôi là chủ quán ăn. Chủ quán ăn hả? Nhưng mà sao ông bắt cóc em con? Em của cô á kêu một đống đồ ăn ra đây rồi không chịu trả tiền đó. Bây giờ tôi phải giữ lại đây chứ sao? Không thể nào được. Mà giờ con phải làm sao hả chú? Bây giờ đưa tiền tới đây, một tay đưa tiền một tay nhận người. Giao người nhận tiền hả? Bao nhiêu chú? 150 triệu. Quên 150 ngàn. Nhưng mà giờ không có tiền đúng không?
cho mới nói nhiều nha. Có tiền thì nhận người, không có tiền thì tôi giữ em cô lại đó. Nhưng mà chú ơi, làm sao con mới biết được em con vẫn còn an toàn hả chú? Chú cho con nói chuyện với em con nha, nha chú. Làm như tôi bắt cóc tống tiền không bằng. Nè, nói chuyện với chị con đi. Dạ. Chị ơi, chị, chú này bắt em đó, chú không cho em về luôn. Chị tới cứu em đi chị. Tâm Anh, Tâm Anh. Nhất định chị sẽ cứu em. Chờ chị nha, chờ chị nha. Dạ, chị đợi em xíu nha. Chị ơi, em sợ quá. Bây giờ chị nói cái gì cho em bớt sợ. Chị nói nhiều nhiều lên nha chị. Tâm Anh, Tâm Anh. Ủa, con chưa nói chuyện điện thoại với chị con xong mà. Điện thoại này không phải là điện thoại chùa hả? Để cho hai chị em của con tắm tào lao với nhau hả? Ai đóng tiền điện thoại cho chú? Ủa, nói chuyện điện thoại cũng phải tốn tiền nữa hả chú? Ủa, ở nhà con nói chuyện điện thoại không có đóng tiền hả con? Dạ, chị em con chưa bao giờ đóng tiền điện thoại hết á. Chết rồi, giờ còn có 60 ngàn sao ta? Tính tiền cho quán thôi. Dạ dạ. Quán bao nhiêu vậy anh? Dạ 30 ngàn. Rồi. Rồi, được anh. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Chú ơi. Sao con? Cái này dù sao cũng bỏ, chứ cho con ăn nha. Tự nhiên. Dạ. Trời ơi, lấy nước luôn. Dạ, cho ăn mà không cho uống sao được chú? Con tên gì á? Dạ, Lê Tâm Anh. Chú đổi tên con được không? Tên gì vậy chú? Lê Bà Nội. Nè, muốn nước ngọt không? Dạ muốn. Dạ, ngân hàng phải không ạ? Dạ, hôm nay không có giao dịch hả? Chết rồi, em chưa có làm thẻ. Ôi, đói bụng quá. Cho tôi sườn, nhớ làm nhiều nhiều nha. Gì gì? Em có tiền không? Em cho chị mượn nha. Chị 90 ngàn. Gì? Lớn vậy rồi 90 ngàn còn không có nữa hả? Thì em có không? Em cho chị mượn đi. Chị năn nỉ luôn á. Có, nhưng mà không thích cho chị mượn. Ở đó mà mơ đi nha. Nhưng mà làm sao? Cho chị mượn đi mà. Xin chào cả nhà. Chị trả tiền cho em được không? Ủa sao tự nhiên em đòi gấp vậy? Tiền đâu chị xoay sở kịp. Tại sao nha? Tại em gấp quá. Nhưng mà chắc chị cũng có tiền để xe buýt về mà đúng không? Chị cho em đi. Đúng rồi. Nhưng mà chị đi hết luôn nha. Chị còn có mười mấy ngàn thôi. Đi hết. Không được. Em sao vậy? Em lấy hết của chị rồi, tiền đâu chị đi về? Tại vì em gấp quá. Em mới cần. Em xin lỗi chị không, mà. Không, để bữa sau chị có tiền chị giúp em nha. Chị Mai ơi. Thôi mà. Ê. Không không không. Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Chi vậy? Tại vì em gái tôi nó bị bắt rồi. Bị gì? Sao bị bắt? Tại nó ăn mà không có trả tiền á. Cái gì? Thôi anh no quá à, không ăn nữa đâu. Cậu có 1 miếng nào gán hết đi. Thôi anh no thiệt mà. Cậu có 1 miếng à. Hả không ra đi để em đút chân nè. Không ra. Chú ơi tính tiền chú. 80 ngàn. Anh cho em gửi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Lần sau ghé ủng hộ nha. Mình đi ra. Chú. Gì con? Cái mà hai người họ mới ăn là gì vậy chú? Đây của con đây. Cảm ơn chú. Ăn thoải mái đi. Mà ăn thêm không? Đồ muốn. Đợi tí xíu ha. Dạ. Ăn thoải mái đi con. Có người trả tiền mà lo cái gì. Nè, tôi gom hết được mấy chục à. Cảm ơn cậu nha. 10 ngàn. Nè em. Hay quá, là được 10 ngàn. Vậy là được 140 ngàn rồi. 140 ngàn. Mà bao nhiêu mới đủ? 150 ngàn. Thiếu 10 ngàn rồi. Gọi điện thoại nói bớt 10 ngàn được không? Dạ, alo nghe ạ. Dạ, chú ơi, con là chị của Tâm Anh này chú. Con gom được 140 ngàn rồi. Chú bớt cho con 10 ngàn được không chú?
Cô bé ơi, bây giờ cái giá không còn là 150 ngàn nữa rồi. Sao chú? Nó vừa mới kêu một đống cá viên chiên nó ăn nữa đây nè. Chị ơi, vì chú dụ nên em mới ăn thôi à. Chú hồi nào nè. Hả? Bây giờ ha, nó ăn một đống cá viên chiên, rồi nó kêu thêm 3 phần cá viên chiên nữa là 100 ngàn, cộng với 150 hồi nãy nữa là tổng cộng là 250. Hả? 250 ngàn là hả chú? Ừ, mau đem tiền tới đây đi nha. Bây giờ làm sao con có liền 250 ngàn được? Con có 140 ngàn à. Chú lấy đỡ giùm con đi, rồi từ từ con đưa chú sau nha chú. Trời ơi, tôi nói là không có được nha. Bây giờ đem tiền tới ha, một tay giao tiền, một tay nhận người, không có nói nhiều, được chưa? Chú ơi, tâm anh của con nó vẫn còn an toàn đúng không chú? Trời đất ơi, có ai làm gì nó đâu mà không an toàn. Nè, nói chuyện với chị con đi. Chị ơi, em đang ngồi nè, chị nói gì nhiều nhìn nhận. Khỏi nói chuyện luôn nha. Sao muốn nhiều chuyện gì kể cho nghe. Ngày xưa có một cô bé tới đây ăn cá viên chiên, rồi xong một quỵt tiền của người ta, không có trả tiền, rồi là bắt ngồi đây nè, đúng không? Phải không? Không hiểu hả? Cố tình không hiểu hả? Alo, biết rồi. Rồi, tôi chuẩn bị xong hết rồi. Rồi, biết rồi mà. Ừ. Phòng 404 đúng không? Rồi. Rồi, biết rồi. Tôi tới là phải xuống lấy liền nha, tôi mới chờ đâu đó. Ừ. Nè, cái bài tập chú đưa con làm xong chưa? Dạ, sắp xong rồi. Ừ. À, rồi biết rồi, vậy nha. Ừ, rồi, tới rồi. Ê, chết rồi. Ủa, gì vậy chú? Bây giờ chú phải đi giao hàng, là đâu thể nào để con ở đây một mình được. Ơ, dạ, đúng rồi á chú. Nếu như chú đi giao hàng mà để con ở đây á, thì chị con làm sao tới giao tiền cho chú được? Ờ ha, bây giờ phải làm sao đây ta? Gọi điện cho chị con để con nói chuyện với chị con cho chị con biết. Ờ ha, sao chú không nghĩ ra ta? Dạ, chú đợi con chút xíu nha. Dạ, bây giờ con ngồi rồi đó, để con nói chuyện với chị con thật nhiều hơn. Thôi thôi, khỏi luôn đi, để chú vô chú thường gọi cho chị con nha. Thôi, đói bụng quá không nghe ăn. Con mới kêu chú bằng gì? Ba ơi. Mày kêu tao bằng ba luôn á hả? Ba ơi, nhà mình còn gì ăn không? Mà cái nào không tính tiền á. Dạ còn. Con ngồi đây nha, ba lấy đồ cho con ăn nha. Con gái ruột của ba. Dạ, con cảm ơn ba ruột của con. Dạ, alo tôi nghe. Bây giờ á, chạy đến tòa nhà chính cục thuế, chạy thêm 300m nữa, gặp ngã ba Nguyễn phải, gặp quán Dê Cao Nguyên. Rồi chạy thêm 500m nữa, Nguyễn trái, rồi đi thêm 200m nữa sẽ thấy quán ăn của tôi. Phía trước quán có một chậu cây màu xanh, chỉ cần để tiền những chậu cây đó là được. Sau khi kiểm tra đủ, tôi sẽ thả em gái của chị. Chờ ba tiếng nha con. Dạ. Rồi, ba có tiền rồi. Dạ. Ừ. À, chị. Dạ. Rồi, con đưa tiền cho chú rồi, con đem em con về nha chú. Khoan. Dạ. Đợi tôi kiểm tra đầy đủ tiền rồi hãy dẫn người đi. Mai mốt dặn em á, mốt có tiền á thì hãy đi ăn, còn không có tiền thì đừng ăn tùy tiện như vậy. Nghe không? Chị nói rồi mà sao làm kỳ vậy Tâm Anh? Tại làm chi dụ em ăn chứ em có muốn đâu. Trời đất ơi, có chi mà nhiều giấy dữ vậy nè. Chú ơi chú, con xin lỗi chú, con chỉ có 140 à. Con xin lỗi chú nha, lần sau con nhớ con trả sau. Chạy đi Tâm Anh, nhanh lên. 200 mấy lượng mà, 250. Nè, đứng lại. Nè, nhắm kẻ khác không vậy? Nè, trời đất ơi. Alo. Dạ, tôi là Julian. Dạ biết, tôi biết hai chị em họ. Mà chú là ai vậy? Quá. Ông mới nói gì trời, không hiểu gì hết trơn. Ăn đi hai đứa, ăn đi. Không có sao đâu, không có tính tiền đâu sợ. Ăn đi con gái ruột của ba. Dạ, con cảm ơn ba ruột của con. Thấy thường nha. Ăn đi. Chuyện cũ mình bỏ qua, vậy mà